Cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại Thăng Bình, Quảng Nam, là một nhà văn, nhà thơ, bình luận viên Việt Nam. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi trẻ. Các tác phẩm của ông rất được độc giả ưa chuộng và nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim. Ông lần lượt viết về sân khấu, phụ trách một tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, ông còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông. Cuộc đời và sự nghiệp. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ, ông theo học tại các trường Trung học Phổ thông Tiểu La, Trung học Phổ thông Chuyên Ban Trần Cao Vân và Trung học Cơ sở Phan Châu Trinh. Từ năm 73, ông chuyển vào sinh sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng tham gia thanh niên xung phong, dạy môn văn tại trường Trung học Cơ sở Bình Tây ở quận 6 từ năm 83 đến năm 85. Năm 13 tuổi, ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên được in thành sách là một tập thơ tên Thành phố tháng 4, nhà xuất bản tác phẩm mới năm 1984, in chung với nhà thơ Lê Thị Kim. Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết, nhà xuất bản Măng Non năm 1984. Hơn 20 năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên. Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối của ông được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng văn học trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bình chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm, từ năm 75 đến năm 95, qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi trẻ. Đồng thời, được Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm, từ năm 75 đến năm 95. Năm 1998, ông được nhà xuất bản Kim Đồng trao giải nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính Vạn Hoa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao huy chương vì thế hệ trẻ và được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng. Đến nay, ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam. Năm 2004, Nguyễn Nhật Ánh ký hợp đồng với nhà xuất bản Kim Đồng, sau là nhà xuất bản trẻ, tiếp tục cho xuất bản bộ truyện dài gồm 4 phần mang tên Chuyện xứ Lang Biang, nói về hai cậu bé lạc vào thế giới phù thủy. Đây là lần đầu tiên ông viết một bộ truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Vì vậy, để chuẩn bị cho tác phẩm này, ông đã phải mất 6 tháng nghiên cứu tài liệu và đọc sách báo liên quan như Phù thủy và Pháp sư, các huyền thoại phương Đông, ma thuật và thuật phù thủy. Sau Chuyện xứ Lang Biang, tác phẩm tiếp theo của ông là Bút ký của một chú cúng có tên Tôi là Beto, xuất bản lần đầu năm 2007. Năm 2008, ông cho ra đời tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được báo Người Lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất của năm 2008. Tác phẩm này được tặng giải thưởng văn học ASEAN năm 2010. Năm 2012, Nguyễn Nhật Ánh cho ra mắt truyện dài Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Các tác phẩm ra đời gần đây nhất là Ngồi khóc trên cây, tháng 6 năm 2013, Chúc một ngày tốt lành, tháng 3 năm 2014, Bảy bước tới mùa hè năm 2015, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng năm 2016, Cây chu non đi dài xanh năm 2018, Làm bạn với bầu trời năm 2019, Con chim xanh biếc bay về năm 2020. Năm 2022, ông tiếp tục cho xuất bản tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa càng hồng, được viết trong thời gian Sài Gòn giãn cách dịch Covid-19. Chủ đề nhẹ nhàng, gần gũi về các loài động vật với lời văn đầy màu sắc. Đây được xem là một tác phẩm chữa lành mùa dịch. Ông đã kết hôn và đang sống cùng vợ là bà Trần Thị Tiến Thu. Ông có con gái tên là Nguyễn Nhật Quỳnh Anh và còn có một người em ruột. Theo ông, vợ con và em ruột chính là hậu phương vững chắc và luôn hỗ trợ ông mỗi khi sáng tác các tác phẩm. Thành công lớn nhất của nhà văn là sau khi đất nước thống nhất, sách của ông được độc giả cả ba miền Bắc, Trung, Nam đón nhận nhiệt tình.
trong đó đón nhận nhiệt tình nhất là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Nguyễn Nhật Ánh, người dẫn lối cho những năm tháng tuổi thơ. Bàn về tầm ảnh hưởng của văn chương, cố nhà văn Thạch Lam từng cho rằng văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Văn chương là một thứ khí giới thanh cao, đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn. Trên quan điểm của thứ văn chương gắn bó mật thiết với đời sống, nhiều cây bút của nền văn học Việt Nam hiện đại lần lượt ra đời. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến những đóng góp của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một cái tên không xa lạ đối với giới văn chương nói riêng và bạn đọc nói chung, đặc biệt là các bạn đọc trẻ. Dịu dàng, ấm áp và nhẹ nhàng là những cảm nhận chung thuộc về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Không quá ồn ào, vội vã, những tình tiết bất ngờ vẫn làm cho người đọc phải bồi hồi, đang xen vào trong những câu chuyện buồn vui của tuổi mới lớn, trong sáng và mong manh như những hạt sương sa, những ký ức tuổi thơ của thời cấp sách tới trường, cùng tình cảm gia đình, bạn bè và cả những rung động đầu đời ngây ngô. Từng có người nhận xét, nếu như muốn tìm một chiếc vé để trở lại thời tuổi trẻ hồn nhiên, xao xuyến, thì hãy đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh. Dù bạn đã ở độ tuổi trung niên, hay đã quá lục tuần, hay vẫn chỉ là một đứa bé con, tất cả chúng ta đều cần những câu chuyện đó ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống. Trở về thời đi học bên những người bạn, cùng bàn, từng giúp đỡ nhau trưởng thành, như Huy của Bàn Có Năm Chỗ Ngồi. Cảm nhận lại một lần nữa những cảm xúc khó tả, bối rối và có cả bi thương của mối tình đơn phương đầu tiên của trường trong tác phẩm Đi Qua Hoa Cúc. Đó là chương với những nỗi nhớ day dứt về tình cảm không thành trong tác phẩm Còn Chút Gì Để Nhớ. Đó là tấm lòng chân thành, cao thượng và hy sinh thầm lặng của Ngạn trong Mắt Biết. Đó là Thư khi ngạc nhiên nhận ra mình thích Việt An trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Mỗi câu chuyện dù được đặt trong bối cảnh nào, dù là một sớm mùa hè bất chợt, dù là những ngày đầu tựu trường, dù là khoảng sân, mảnh vườn, sân trường, lớp học, thì những khung cảnh đó cũng chưa bao giờ ngừng làm nao lòng người đọc bởi những nét mang mát buồn, nét gợi nhớ mà chúng đã ghi tạc lại. Trước khi trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng có thời gian đi dạy học, viết báo. Có lẽ vì thế mà tình cảm của ông ngày một trở nên sâu sắc hơn với lứa tuổi học trò ngây thơ và hồn nhiên. Từ năm 1984, tác phẩm truyện dài đầu tiên Trước Vòng Chung Kết đã ghi dấu tên tuổi của ông trong lòng độc giả và ông quyết định tập trung viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Ông cũng đã đạt được nhiều giải thưởng như truyện dài Chú Bé Rắc Rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng văn học trẻ hạng A năm 1990, nhà văn yêu thích nhất trong 20 năm qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc của Thành đoàn Thành phố và Báo Tuổi Trẻ. Năm 2010, tác phẩm Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ được trao tặng giải thưởng văn học ASEAN. Có thể nói, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ đó luôn được coi là một hiện tượng văn học độc đáo và đặc biệt chưa từng có trước đây trong nền văn chương Việt Nam, với số lượng sách in lần đầu tiên đến cả 100.000 cuốn. Trong một bài viết của báo Lao Động, tác giả bài báo tiết lộ rằng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về tuổi thơ trong cả sự nghiệp sáng tác. Mặc dù trước đó ông đã thử sức với nhiều đề tài khác nhau, nhưng đề tài về tuổi thơ vẫn là phù hợp nhất với bản thân ông. Tuổi thơ với ông đa số là mang cảm giác tươi tắn, trong trẻo, nhẹ nhàng, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Giải thích về điều này, ông cho biết, từ bé vì đã luôn phải sống xa quê và những nỗi nhớ không nguôi về tuổi thơ, quê nhà cứ dai dẳng trong trái tim nên tình cảm ông dành cho thuở thiếu nhi, trẻ thơ lại luôn là những cảm xúc mãnh liệt. Kể cả những năm tháng sau này, ông vẫn luôn sống với những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và có lẽ chính bản thân ông cũng mong muốn những tâm hồn trưởng thành cô đơn, lạc lõng
có một cách nào đó để tìm về một bầu trời thân thương đã qua trong những tác phẩm của mình. Nguyễn Nhật Ánh từng tâm sự: khi viết, tôi có cảm giác tự nhiên như cậu học trò ngồi viết chuyện đời mình, nên các em thấy tác phẩm của tôi gần gũi, yếu tố vui nhộn cũng là điều phù hợp với tâm hồn các em. Ông luôn duy trì phong độ bằng cách làm việc mỗi ngày, cho rằng đã làm nghề viết thì phải thường xuyên cọ xát với chữ nghĩa, bằng cách lúc nào cũng viết và đọc, tức là phải tắm mình trong môi trường chữ nghĩa, bằng cách này hay cách khác. Khi viết, tôi có cảm giác tự nhiên như cậu học trò ngồi viết chuyện đời mình. Đối với nghề văn, thói quen lao động sẽ đưa đến một thói quen tuyệt vời khác là thói quen làm chủ cảm hứng. Là khi chiếc đồng hồ sinh học của bạn đã được điều chỉnh và vận hành đều đặn mỗi ngày. Khi bạn ngồi vào bàn viết, cảm hứng sáng tạo sẽ tự động được kích hoạt chứ không cần phải đợi nó đến. Quan niệm chặt chẽ và nghiêm túc về sự nghiệp cầm bút như vậy, cho nên những tinh thần và thông điệp trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ là một sự nửa vời, hời hợt và chỉ đơn thuần mang tính chất hô hào. Quá trình thay đổi, từng biến cố bất ngờ diễn ra trong cuộc đời các nhân vật của ông đều có yếu tố quan trọng và ảnh hưởng đến cách nhân vật trưởng thành, phát triển về cả mặt tâm lý lẫn thể chất. Họ không chỉ nhận ra những khác biệt của bản thân từ sâu thẳm bên trong mình, mà còn với toàn bộ những mối quan hệ xung quanh, những cảnh vật, những tình huống mà họ phải trải qua để thúc đẩy mức độ thay đổi suy nghĩ, tư duy. Sống bằng tâm hồn nghệ thuật, văn học trong những tác phẩm văn chương đều đem đến những phép màu kỳ diệu về vẻ đẹp tâm hồn, bản chất, gạt đi những tính toán so đo. Ngược lại, sống trong đời thực để cho ta nhìn thấy rõ tinh thần của văn chương. Muốn sống đúng thì khó như thế nào? Phải trải qua những thách thức, những lối mòn suy nghĩ ra sao? Tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mang đầy tính nhân văn như vậy. Những câu chuyện tưởng chừng như là dành cho trẻ con, nhưng những bài học lại vô cùng thực tế và sâu sắc. Tình cảm đôi lứa trong câu chuyện của ông cũng chứa đựng những sắc màu diệu kỳ, không theo kiểu ngọt ngào, cuồng nhiệt, mặn nồng, mà nhẹ nhàng, đầm thắm, êm dịu. Những tia nắng tinh tế chỉ lướt qua trong trái tim người đọc mà vẫn làm cảm xúc dập dờn như những đợt sóng mơn man bờ cát. Để rồi cũng có những gian dở, tuyệt vọng, bi thương, nhưng không quỵ lụy, yếu đuối, mà giúp nhân vật vượt qua chính mình, đau đớn nhưng mạnh mẽ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng mặc dù tình yêu trong trang viết của ông không được đặt trong bối cảnh kỳ ảo, viễn tưởng, lãng mạn như trong tiểu thuyết của Mark Levy, hay là tình yêu và cái chết như văn phong của Ichikawa Takuchi, hay tình yêu trong những bí ẩn, trinh thám, kỳ bí của Guillermo Musso. Thế nhưng, từ những màu sắc đặc trưng bằng gam ấm nóng, tình cảm thời tuổi trẻ ấy vẫn ghi dấu mãnh liệt mỗi khi người đọc bối rối nhớ lại. Trong 32 năm sáng tác, văn chương của Nguyễn Nhật Ánh đã khắc sâu trong lòng độc giả, trở thành một cái tên thương hiệu mà khi nhớ đến, người đọc hoàn toàn mường tượng được phong cách đặc trưng của ông, mặc dù chưa cần nhắc đến tên của đầu sách đó là gì. Ngày hôm qua, ký ức tuổi thơ và kỷ niệm trong văn chương của ông dường như mang tính biểu tượng, đẹp đẽ và đầy tiếc nuối. Chỉ theo đuổi một thiên hướng văn chương duy nhất, dù bị một số nhà văn, nhà phê bình chỉ trích là nhà văn không bao giờ lớn, nhưng có lẽ người đọc chưa bao giờ dù chỉ một lần cảm thấy nhàm chán hay cho rằng văn chương của ông một màu. Có lẽ vì chúng ta vẫn liên tiếp tìm thấy những thứ mới lạ đằng sau câu chuyện về tuổi thơ, về gốc sân và khoảng trời quá khứ. Đẹp, mơ màng nhưng đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Bởi xét đến cùng, một tác phẩm văn học chân chính không bao giờ kết thúc ở trang cuối, không bao giờ hết khả năng kể chuyện khi câu chuyện về các nhân vật đã kết thúc. Dù sao thì, là người dẫn lối tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh có lẽ đã dẫn lối cho chúng ta đến nhiều chân trời khác nữa.